Yo, xin chào tất cả mọi người đến với channel của mình và mình là Tuấn Vàng. Ngày hôm nay thì mình sẽ review cho anh em một con game NFT chơi để kiếm tiền. Tựa game là Overlord. Thì đầu tiên thì mình sẽ giới thiệu với các bạn một chút về cái game Overlord này. Thì game Overlord được sản xuất bởi đội ngũ dev là người Việt Nam. Điều thứ hai là mình đã trải nghiệm được cái game này 3 ngày từ khi ra mắt. Mình đã trải nghiệm toàn bộ các phiên bản và mình cũng đã đầu tư vào cái token này, và mình đã cảm thấy là game này nó rất là hay, khá là thú vị, và đặc biệt hơn, điều quan trọng nhất là nó kiếm được nhiều tiền, kiếm được tiền và kiếm bằng nhiều cách. Đó, đó là những cái điểm mà nó thu hút mình nên là mình quyết định là sẽ chia sẻ lại cho các bạn. Ok, để mà tham gia vào chơi cái game này thì các bạn cần phải có cho mình là cái đồng lót. Thì hiện tại thì cái đồng lót này nó đã được list trên Bankex Swap, thì các bạn có thể mua trực tiếp ở trên Bankex Swap với giá hiện tại là 0.01720, thì các bạn có thể mua trực tiếp ở trên Bankex Swap luôn. Đây đó, rồi sau khi mà các bạn sở hữu cái đồng lót rồi thì các bạn sẽ truy cập vào trang web là overlord.go, được chưa? Các bạn đã truy cập vào overlord.go và các bạn click vào launch app để bắt đầu. Các bạn sẽ thấy cái chữ connect ở đây, thì các bạn sẽ phải connect với ví MetaMask của các bạn. Đó, sau khi mà connect với ví MetaMask các bạn rồi thì các bạn sẽ có hai lựa chọn để mà tham gia vào game. Một là sẽ đập hòm, thì hiện tại thì cái hòm này là hòm gỗ, hòm này thì gọi là hòm đồng đi, hòm này là hòm vàng đi. Thì theo như mình biết ấy, thì hòm này là giá 5.000, hòm này 15.000 và hòm này là 50.000. Thì nhưng mà hai hòm này thì nó chưa có. Thì hiện tại ấy, thì mình hôm trước thì mình đã mua cái hòm này, thì trị giá một hòm là 5.000. 5.000 thì với cái giá hiện tại bây giờ ấy, thì nó rơi vào tầm khoảng 100 đô, rơi tầm khoảng 2 triệu. 2 triệu một cái hòm này. Thì khi mà các bạn đập cái hòm này ra thì nó sẽ các bạn sẽ nhận được cái con thú cưng để mà các bạn đi đánh nhau, mang nó đi đánh nhau để mà nhận được cái phần thưởng là cái đồng lót này luôn, chính là cái đồng lót này, và các bạn lại mang cái đồng lót này đi ra bán lại. Thì đó là cái cách kiếm tiền. Và các bạn sẽ nhận được ở trong cái hòm này là 10 cấp độ hiếm, từ hiếm 1 đến hiếm 10. Tức là cái con pet ấy, hiếm 1 đến hiếm 10. Thì mỗi con pet ấy thì nó sẽ có một cái đặc điểm như sau. Pet đây nó sẽ có 10 cái độ hiếm. Đây là mỗi con pet level 1 này, level 1, level 2 mình sẽ gộp chung như level 1, level 2, level 3, là trong vòng 24 giờ thì nó sẽ đánh được mỗi 2 lần. 2 lần. Nó sẽ chỉ đánh được 2 lần. Và con level level 4, level 5, level 6 là đánh được 3 lần. Mỗi con đánh được 3 lần. Level 7 đánh 5 lần, level 8 đánh 6 lần, level 9 đánh 7 lần và level 10 là được đánh 9 lần. Được đánh 9 lần. Đó. Thì đây là cái cách thứ nhất là các bạn đập hòm để mà nhận được pet hên thì sẽ ra được 8 9 10. Đen thì ra 1 2 3. 1 2 3 thì theo như mình chơi, mình trải nghiệm ấy thì mình nghĩ là nó rơi vào tầm khoảng là phải gần 10 ngày thì các bạn mới về bờ được. Đấy. Còn nếu mà hên thì ra, nói chung là các bạn ra từ 4 5 6 trở lên. Đập 4 hòm mà ra 4 5 6 7 đi thì chắc tầm khoảng 3 4 ngày là mình đã về bờ, với cái giá nó vẫn như này, thì giá nó cũng đừng có tụt quá. Đó. Còn cách thứ hai là các bạn có thể vào Marketplace là vào chợ. Thì hiện tại thì game nó ra được 3 ngày rồi thì chợ anh em nó buôn bán hầm hầm luôn. Đấy, thì ở đây nó có từng cái độ hiếm này, rare 1 đây, thì các bạn sẽ click vào price short là từ giá thấp đến giá cao. Rare 1 thì bọn nó chỉ bán tầm khoảng là 1.700 thôi, 1.800, cho 1.800 lot. Thì các bạn sẽ bỏ ra một hòm là sẽ mua được hai con này, rơi vào tầm khoảng 4.000. Đây, một hòm mua được hai con này, nhưng mà hai con này farm là 4 lượt một ngày, mỗi con 2 lượt mà. Thì 4 lượt thì cho là tháng 2, tháng 2 mà farm 60 đến 70%
thì nó sẽ chỉ rơi vào tầm khoảng là 200, 200 thì hai con chắc được 400. Nếu mà hên thắng được 3 lần thì được tầm khoảng là 700 một ngày. 700 một ngày thì là 7749. Đúng một tuần thì về bờ. Còn đen thì là 10 ngày. Yêu cầu giá vẫn phải như cũ, giá của token lot vẫn phải thế. Chứ còn tụt là vẫn lỗ. Ok chưa? Còn nếu hên thì mình sẽ mở được con 10. Con 10 thì mặc định là x5 60 lần luôn. Con 10 thì x5 60 lần này, 300.000 lot này, 280 này bán rẻ 280 này. Thằng này 300, hơn 300, nói chung mình cứ tính trung bình nhé, các bạn bán tầm 300.000 là mở 5.000 thì x 60 lần. Còn nếu mà rơi trúng con 9. Rơi trúng con 9 thì cũng cứ cho là tầm khoảng 6 70.000 đi thì các bạn cũng x 10 lần. Đúng không ạ? Bỏ ra 2 triệu thì làm 20. Đấy. Đấy, sau khi mà các bạn sở hữu được cái con pet này rồi bằng cái cách đập hòm hoặc là vào chợ mua thì các bạn sẽ sang ô bên này, ô hình cái kiếm này là fighting. Đây. Các bạn sẽ fighting. Đây, hiện tại thì hôm trước thì mình đập 8 hòm. Mình mang 5 con to của mình đi pool rồi, pool tí nói sau, cũng là một cách kiếm tiền. Đây, thì hiện tại thì mình còn 3 con lúc nãy vừa mới đánh xong. Thì level 2, hiếm 2, hiếm 1, hiếm 1. Thì ở đây, đây là bốn cái cửa quái mà mình cần đánh. Thì level 1, nếu bạn đánh level 1 thì tỷ lệ nó rơi vào tầm khoảng 8-90%. Level 2 là 7 đến 80%. Level 3 là 60 đến 70%. Level 4 là chỉ có 2-30% thôi. Có phải không nhỉ? À đây, cấp độ 1 chỉ có 7-80% mà thôi, cấp độ 2 là 6-70%, cấp độ 3 là 5 đến 60%, cấp độ 4 là 2 đến 30%. Thì mình hiện tại thì mình chỉ đánh level 2 là 60 đến 70% và level 3 5 đến 60%, thi thoảng tọc tạch tí. Đây. Đấy, còn những cái con nhỏ nhỏ mình xác định không kiếm tiền bởi những cái con ví dụ như con này. À, hai cái con này thì mình cứ phang đây thôi. Hên thì được phát, thi thoảng được phát, nếu mà xịt thì lại mất cái phí ga. Đấy. Xịt thì mất cái phí ga. À, tiện đây thì mình cũng nói với các bạn một chút là nếu mà anh em cày game, anh em để ý cái phần này là anh em vào đây, khi mà anh em battle đồ thì cái phí ga này nó rất là nhiều, nên là anh em hoàn toàn có thể tùy chỉnh nhá. Như mình nhá, mình mà đánh nhá là mình toàn đây là 21 à 210.000 thì mình toàn giảm xuống là còn có 175 ngàn thôi. Thì ví dụ anh em đánh 100 trận thì nó cũng giảm cũng cũng khá khá đấy, cũng phải rơi vào tầm khoảng là 20-30 đô, chắc phải tầm đấy thì cũng phải rơi vào 500-600.000 chưa. Đấy, nên là mình cũng hay hay giảm đi đấy. Mình hay giảm phí ga, rất hay giảm phí ga, nên là mình tỷ lệ mình đánh thua cũng nhiều, chắc bọn nó ghét hay sao. Đây, đây là cái cách đầu tiên kiếm tiền. Còn cách thứ hai là sau khi các bạn đánh xong, bởi vì một ngày các bạn chỉ đánh có lần thôi, 24 giờ đánh lần, đây thì các bạn sẽ sang đây để mà farm tiếp. Tức là các bạn đặt cược những cái con pet này vào đây, đặt cược những con pet này vào đây để mà farm. Hiện tại như cái đồng này vừa mới ra ấy, nên là cái tỷ lệ farm của nó rất là cao. Đây các bạn thấy này, ví dụ con hiếm 10 này farm mà được tận 28.000%, thế chịu rồi. Đúng không? Như mình thì có 4, 5, 6. Mình chỉ có 4 con, 4 con 5, 6 mình farm cả 3, còn 1, 2 mình không farm, mình sợ là nó không đủ phí ga. Nên thôi. Thì hiện tại thì mình cũng vừa mới farm. Mình cũng vừa mới farm thôi. Mình farm chắc từ nãy giờ chắc được tầm khoảng 30 phút thì cũng được 30 lot rồi này. Được 30 lot rồi thì để đến mấy hôm nữa xem như nào thì mình sẽ review lại cho các bạn xem sau. Và nếu mà cảm thấy ngon ăn mà cái tỷ lệ này mà ít người farm thì mình sẽ cho hết cả những cái con nhỏ nhỏ của mình kia mình vào farm luôn. Đây là cái cách thứ hai mà mình có thể kiếm được tiền. Thì ngày mai mình lại nhổ ra, ngày mai mình lại nhổ ra đến đến giờ 9 giờ ngày mai là đến giờ mình farm thì mình lại nhổ mấy con này ra. Nó chịu một ít phí ga nhưng mà mình cũng tính rồi, nếu mà cái tỷ lệ farm như này thì cái phí ga nó vẫn là rẻ. Đó. Thì mai mình lại nhổ ra, mình lại đi battle. Mai mình nhổ ra mình lại đi battle tiếp. Đấy, xong battle xong mình lại nhét vào.
đấy, cứ một ngày mình lại cứ làm như thế thì mình sẽ kiếm tiền được hai mặt. Ok, thì sẽ kết thúc cái hai cái phần kiếm tiền này, thì mình sẽ sang một cái phần kiếm tiền khác nữa là phiên bản game nhập vai Overlord, là một phiên bản thứ hai và mình nghĩ là nó sẽ kiếm được tiền, và đặc biệt hơn là nó có sự gắn kết bởi đánh trên web và đánh ở trên app đấy, nó có sự liên kết nha. Đây mình sẽ vào cho các bạn xem, mình sẽ vào cho các bạn xem tại sao mình lại nói là nó có sự liên kết, là bởi vì khi các bạn muốn đánh cái game nhập vai này này, bắt buộc các bạn cần phải sở hữu những cái con pet này này đấy, các bạn phải sở hữu những con pet như này. Và một cái nữa là khi mà các bạn đánh những cái game NFT ấy, thì các bạn hay đi đánh quái như này thì nó sẽ nhận được, nó sẽ reward được cả phần token này, được nhận cả token luôn và được nhận cả XP, nhưng mà game này thì không, game này lại không được nhận XP, mà game này ấy, thì các bạn lại phải vào trong này các bạn đánh, mang pet vào trong này để mà cày level cho nó. Sau khi mà pet lên level thì các bạn đánh ở đây thì nó sẽ được nhận nhiều cái lot này hơn. Ví dụ như con level con hiếm một nha, con rare một nha, hiếm một thì các bạn vào các bạn đánh lên level 10 hoặc là level 20 30, mình không biết là nó sẽ có bao nhiêu cấp độ, nhưng mà lên level 10 đấy, như kinh nghiệm của mình đánh những cái NFT khác cái level 10 thì cái chỗ này ấy, thì nó phải rơi vào tầm khoảng 700 800 lot. Con rare một này này đánh phải tầm khoảng 700 800 lot. Còn cái loại level 6 ấy, thì nó ít nhất nó phải đánh chỗ này cũng phải rơi tầm khoảng 2000. Đấy, nhưng mà quan trọng là mình cày, chắc là mình phải cày cả ngày quá. Đúng không? Đây. Ok, đây là cái giao diện game trên app, phiên bản game trên app. Thì nó cũng giống như là game MU hay là Võ Lâm thôi. Thì nó cũng sẽ có nhiều những cái chế độ này, pet này. Đây, pet. Pet là mình phải mang vào mình đánh này, là nên là mình giới thiệu đầu tiên này, phải có pet vào mà đánh. Đây. Đấy, cái thứ hai nữa là ngọc này, mình cũng ép được ngọc này. Đấy, như như Võ Lâm, như MU luôn. Đấy. Rồi rèn, rèn đồ, chế đồ. Đấy, thì mình nghĩ là cái cách này là cách thứ ba để mà anh em mình có thể kiếm được tiền, là mình sẽ phải rèn đồ này, đồ nó phải ra đồ hiếm như đồ ngon như, đúng không? Anh em lại giao dịch được kiếm được lót. Nếu anh em nào hên, anh em nào cày tốt, anh em nào pro vào đánh được nhiều. Rồi đua rank này. Đua rank này. Đây. Đua danh xong lại đây cũng có cái event này, event này chắc là battle. Thì ở trong này ấy, game này ấy, nó cũng có ba cái chế độ battle nhá. Một là solo này, nhưng mà level 7 mới ấy, mình mới level 5 thôi, mới đánh được 3 ngày mà mình đánh gà đi, chắc nhiều ông đánh 2 ngày chắc lên level 7 thật, mình gà lắm. Còn cái thứ hai, chế độ thứ hai là 10 player sẽ đánh nhau, sẽ giết những cái người chơi khác để mà thắng, tức là chỉ có một người thắng thôi ra khỏi trận chiến hoặc là hết giờ. Ví dụ như còn hai ba thằng hết giờ, nó một trận đấu nó chỉ có tầm khoảng 3 phút thôi hay là 4 phút ấy, mình cũng không để ý, nhưng mà mình cũng có mấy trận là mình cứ đi trốn thôi, mình giết được một hai thằng hết máu mình đi trốn nên là hết giờ thì mình ra là mình vẫn vẫn được cộng XP rồi được thưởng vàng. Đây còn chế độ thứ hai là Deathmatch, thì cũng là 10 player đánh nhau và giết những thằng khác. Đây, mình cũng chưa chơi trải nghiệm qua cái chế độ này nên là mình cũng chưa biết. Đây, ok. Thì đây là cái game Overlord, thì mình sẽ review qua để cho các bạn có thêm những cái thông tin để mà tham khảo. Còn các bạn có tham gia vào hay không thì đấy là quyền quyết định của các bạn. Mình chỉ review để mang lại mục đích thông tin mà thôi. Và sắp tới thì mình cũng sẽ làm một chuỗi series về game NFT, và mình sẽ chỉ review những cái game nào mà mình sẵn sàng bỏ tiền ra đầu tư vào mà thôi, nhưng mình không có khuyên ai sẽ đầu tư theo mình. Tiền ai thì người đấy chơi. Nếu mọi người quan tâm thì hãy subscribe và like để ủng hộ kênh YouTube của mình. Xin cảm ơn.